Quá bao đều núi cao vượt đường xa, tìm lại dòng sông vàng. Em tìm về chốn xưa thời thơ ấu, ngọt ngào hương cánh trái. Nghe muôn ngàn lá hoa lời mẹ ru, với tiếng ru ngày nào. À ơi, tiếng hát trên dòng sông. Dạ, Minh An kính chào quý cô chú anh chị cùng các bạn ạ. Dạ, lời nói đầu tiên thì cho Minh An gửi lời chúc sức khỏe đến quý cô chú anh chị cùng bạn được nhiều sức khỏe, may mắn và thành công trong công việc nha. Minh An cũng gửi lời cảm ơn đến quý cô chú anh chị cùng bạn trong suốt thời gian qua luôn yêu mến và đồng hành cùng Minh An. Hôm nay Minh An đi theo chiếc xe cuốc màu vàng rất là đẹp luôn. Chiếc này chiếc 007. Gào này gào 80. Rất là xinh xắn, màu vàng rất đẹp luôn. Màu vàng của sự may mắn. Thì hôm nay Minh An ra ngoài ruộng á, bác nông dân sẽ cải tạo lại đám ruộng này làm cái ao nuôi cá và chăn nuôi ở trên bờ. Xung quanh thì các cái chòi nhỏ nhỏ vậy đó, xinh xinh để mà làm lúa. Cái chòi đằng kia nuôi gà, nuôi vịt, đây là thả cá làm VAC các bạn, vườn ao chuồng. Thì không mất thời gian của cả nhà thì Minh An chúc cả nhà được một buổi giải trí thật là vui vẻ nha. Minh An theo chân chú xe cuốc này làm việc cho cả nhà xem. Chúc cho xe cuốc được luôn may mắn nha chú xe cuốc ơi. Tất cả chú xe cuốc luôn chứ không phải riêng về chú xe cuốc này. Tại vì Minh An thường đi theo mấy chú lắm, rất là ngưỡng mộ mấy chú. Vì mấy chú rất là mạnh mẽ, rất là đẹp luôn. Kỹ thuật của mấy chú rất là cao. Mình thích nhất là đi mấy cái đường bùn sình vậy nè, đòi hỏi kinh nghiệm của chú rất là dày dặn. Hôm nay mình ăn may quá, ra ruộng gặp mấy chú xe cô bụt cô bự chà bá lửa luôn. Màu vàng xinh xắn đẹp ơi là đẹp đó. Cái chú này hiệu là Mitomo. Dạ, vì đi trên đám cỏ này á, nó rất là lúng nên bác tài xế phải dùng tới mấy cái dĩa sắt, mâm sắt á, đi cho nó đỡ lúng cả nhà. Đất này đất làm ruộng lúa nên đưa nước vô nước ra thường xuyên nên nó bị lầy bị lúng lắm. Chú xe cuốc đi trên cái địa hình này là phải nhờ những cái mâm sắt như vậy á, nó mới không lúng được. Lúng thì chú sẽ không thể làm việc được. Minh An đứng ở đây hơi chói nắng, các bạn chịu khó xem giùm Minh An nha. Để hồi Minh An qua bên góc bên kia cho nó dễ xem hơn. Sau khi múc lên những cái khối đất á, bác xe cuốc sẽ bằng phẳng hết làm cái con đường để cho bác nông dân thuận tiện trong việc đi lại chăn nuôi và trồng cây. Còn ở phần dưới thì bác sẽ nuôi cá cả nhà. Chú xe cuốc là làm rất là đẹp luôn, cái bờ bằng phẳng và láng mịn luôn. Chú xe cuốc đi tới đâu á là dời mâm tới đó để nó không bị lúng, để
Đây đất cũng hơi bị lúng nên chú sợ lắm, chú phải mò đường cẩn thận trước khi làm. Được cái đất đây nó dẻ thịt, nó không có bầy nhầy giống như mấy cái vùng khác. Mấy vùng khác thì bầy nhầy. Rất là sâu luôn, bên đây hiện tại giờ khô ráo, bên đây có thể lội xuống cái đường mương này được rồi nè. Thì nó không bị lúng, đi sướng chân ghê á, nó mềm mềm, nó dẻo dẻo. Bên đây đi xuống đây, bên đây giật trình luôn.